Kim Ngân lộ diện với vẻ ngoài lạ lẫm sau 8 tháng xa Thúy Nga, kể tên những người đàn ông từng yêu. Kim Ngân và Thúy Nga không còn ở chung cùng nhau từ hồi tháng 6 năm 2021. Từ đó đến nay, thỉnh thoảng cư dân mạng lại bắt gặp hình ảnh của lang thang đầu đường, xó chợ, ngủ vạ vật bên lề đường. Cũng vì thế mà mọi người tỏ ra khá lo lắng, nghi ngờ nữ ca sĩ lại bị bỏ rơi, phải sống lại hoàn cảnh, không nơi nương tựa. Thế nhưng, những hình ảnh mới đây nhất của Kim Ngân do diễn viên Đức Tiến chia sẻ lại khiến khán giả vui mừng. Kim Ngân hiện tại không còn vẻ ngoài lôi thôi, luộm thuộm. Thay vào đó, nữ ca sĩ ăn mặc rất sành điệu, gọn gàng. Đáng chú ý bà còn tô son, chịu khó ăn uống nên trông có da có thịt hơn trước rất nhiều. Đức Tiến lại gần Kim Ngân, ngỏ ý muốn mời đàn chị ăn phở, nhưng bà từ chối vì đã ăn rồi. Nam diễn viên cho biết bấy lâu mình vẫn đi tìm Kim Ngân để lì xì đầu năm cho đàn chị, nhưng không thấy, mãi đến hôm nay mới tình cờ bắt gặp. Nhận xét về Kim Ngân ở thời điểm hiện tại, Đức Tiến tỏ ra vui mừng. Chị Kim Ngân bây giờ nhìn khá gọn gàng, sạch sẽ, đầu tóc chải suốt, ăn mặc thời trang, mặc quần jean rách, đeo túi xách, còn biết đánh son hồng, kẻ lông mày. Hôm nay chị Kim Ngân còn mặc áo tím, đem sợi dây chuyền màu xanh đẹp quá. Chị ấy đã biết đeo trang sức, áo khoác da bên ngoài của chị ấy cũng đẹp. Mặt chị Kim Ngân đợt này cũng sáng ra, không đen sạm như trước, chắc có chỗ ở, đàng hoàng và ít đi lang thang hơn. Dù vẫn còn thói quen hút thuốc, nhưng Kim Ngân rất ý thức. Đức Tiến cho biết đàn chị chủ động ra chỗ xa để hút khi thấy mình ngồi gần. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn vứt tàn thuốc đúng nơi đúng chỗ vì không muốn làm bận hành lang của quán. Trò chuyện cùng Đức Tiến, Kim Ngân tỏ ra khá cởi mở, nữ ca sĩ nhớ lại quá khứ lần lượt kể tên những người đàn ông đã một thời gắn bó với mình, Tuấn Anh, Tùng Vân, Lê Toàn, Lê Anh Quý, giọng ca vàng một thời bối rối cho biết bản thân còn từng được cho đi thi bằng lái xe, điều đó đủ cho thấy cuộc sống của cô trước đây đầy đủ, sung túc như thế nào. Nhắc đến gia đình, Kim Ngân buồn bã, con không biết vì sao hồi đó ông ngoại lại có vợ khác, nữ ca sĩ chỉ nói đến đó rồi ngập ngừng im lặng. Một lúc sau Đức Tiến lì xì cô, mới đầu Kim Ngân còn tỏ ra ngại ngùng nhưng rồi vẫn nhận hết, đàn em vừa chào ra về, cô cũng đứng dậy rời đi. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy bộ dạng của Kim Ngân hiện tại, nữ ca sĩ đã ổn hơn trước khá nhiều, cả về ngoài lẫn tinh thần. Hy vọng trong thời gian tới, Kim Ngân vẫn sẽ giữ được điều này, không còn lang bạt khắp nơi nữa.